Thuốc Monopiravir do các chuyên gia của Merck và Richebo nghiên cứu và phát triển. Monopiravir thuộc nhóm thuốc kháng virus mang tên chất ức chế polymerase, hoạt động bằng cách tấn công vào một loại enzyme mà virus dùng để sao chép vật liệu di truyền, rồi đưa vào đó các đột biến khiến virus không thể tái tạo. Vì kháng thể tấn công protein bề mặt của virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, nên thuốc kháng virus được trông đợi sẽ chống lại được nhiều biến thể hơn. Theo Bộ Y tế, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai chương trình chăm sóc tại nhà cho các ca điều trị COVID ngoại trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có kiểm soát ngoài cộng đồng thuốc kháng virus Monopiravir. Thuốc kháng virus Monopiravir được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tỷ lệ tử vong. Theo Bộ Y tế, qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong nước, Bộ Y tế đã triển khai chương trình chăm sóc tại nhà có kiểm soát đối với các ca COVID cách ly tại nhà và các khu cách ly. Chương trình được kỳ vọng sẽ cung cấp hệ thống tư vấn và quản lý sức khỏe phòng chống COVID-19. Bộ Y tế khẳng định, việc cung cấp và sử dụng thuốc Monopiravir trong chương trình được tư vấn, hướng dẫn, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, ghi nhận và đánh giá bởi các chuyên gia và cán bộ y tế. Dựa trên kết quả tổng kết đánh giá, chương trình sẽ được xem xét để tiếp tục triển khai nhân rộng tại các cơ sở thu dung, điều trị của các địa phương, tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19. Trước đó, ngày 9 tháng 7, phòng thí nghiệm Hitero của Ấn Độ cũng đang xin cơ quan quản lý cấp phép thuốc Monopiravir để sử dụng trong chương trình khẩn cấp sau khi nghiên cứu thử nghiệm ban đầu cho thấy thuốc có tác dụng giảm tỷ lệ nhập viện và tăng tốc độ hồi phục của bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ. Hiện thuốc có triển vọng và chuẩn bị được duyệt tại Úc và đang xin phép FDA của Mỹ duyệt khẩn cấp. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở nhập thuốc tăng vấn đề sản xuất thuốc này khi có điều kiện sẽ sử dụng. Bộ Y tế cũng đề nghị các doanh nghiệp trao đổi với các doanh nghiệp có bản quyền để chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc này. Đây là vấn đề rất quan trọng trong điều trị tại cộng đồng.